Rời quê lên thành phố Hồ Chí Minh học tập với ước mơ giúp ba mẹ thoát khỏi cuộc sống khó khăn. Anh Võ Minh Trung, thí sinh của cuộc thi Tổ ấm tôi mơ đã chăm chỉ suốt 12 năm qua để hoàn thành ước mơ đó. Và giờ đây, khi ước mơ về cuộc sống tốt đẹp hơn của ba mẹ trở thành hiện thực, anh Trung vẽ thêm ước mơ về một tổ ấm, một căn hộ cho riêng mình tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình đọc báo pháp luật thường xuyên nên mình tình cờ mình thấy được cái bài viết về cuộc thi này nên mình suy nghĩ là mình chỉ dành một ít thời gian thôi, biết đâu mình có cơ hội mình sẽ đạt được giải. Theo mình là thi rất là ý nghĩa đối với các bạn trẻ đang sống và làm việc ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì nếu mà mình vừa đi làm vừa trang trải cuộc sống, tiền ăn tiền nhà thì rất là khó để mình mua được căn nhà hay là căn hộ ở thành phố này. Thì cuộc thi này sẽ là một cái cơ hội, nói chung là một cái cơ hội rất lớn để bọn trẻ để có thể là đạt được cái mơ ước ăn cơ lập nghiệp ở thành phố này. Hiện tại anh Trung đang sống trong một căn trọ nhỏ tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh cùng với những đồng nghiệp, và việc giám sát công trình xây dựng nhà ở là công việc mà anh đang làm. Cũng chính vì công việc thường xuyên được tiếp xúc với những căn nhà mà ước mơ về một tổ ấm của riêng mình luôn thôi thúc anh mỗi ngày. Do tính chất công việc của mình là đi rất là nhiều nơi và nhiều tỉnh nên mình cần một cái tổ ấm ở Hồ Chí Minh này để mình mỗi khi mình đi công tác xa về mình chỉ cần một nơi để nghỉ ngơi và làm việc. Nếu mà có một căn nhà lớn thì còn tốt, nhưng mà thật sự ra là với một gia đình trẻ thì chỉ một căn nhà vừa đủ tiện nghi chức năng là mình đã thấy hài lòng rồi. Mình thì cái cuộc học tập thật sự là không cần quá sang trọng, chỉ cần đơn giản thôi. Ví dụ như là có đầy đủ chức năng bếp hay là phòng khách, mà nơi làm việc, phòng ngủ, và thật sự đơn giản mà để cho mình về nhà mỗi khi một ngày làm việc mệt mỏi. Anh Trung chia sẻ, một tổ ấm, một căn hộ ở thành phố Hồ Chí Minh thật sự quan trọng với anh, vì khi sở hữu, bản thân anh sẽ an tâm hơn khi làm việc và sẽ cống hiến nhiều hơn cho mảnh đất mà anh đã gắn bó suốt thời gian qua. Và đến khi anh lập gia đình, căn hộ đó sẽ giúp anh bớt đi một phần gánh nặng để có nhiều thời gian làm việc cũng như chăm lo cho gia đình nhỏ của mình.